đó, cái này của nó tới đây lên nè. Môi môi chảy xe nhìn là không hình dung nổi, như là khuôn mặt nó cũng như là một vậy nè, cái nón á. Ừ, như cái nón mình úp vô. Anh đang khóc hả anh Minh hả? Anh có thể cho biết cái cảm xúc của anh bây giờ như thế nào? Không biết mẹ được luôn. Quá vui gặp cái thằng người đã cứu anh mấy năm trước. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì hôm nay tiếp tục hành trình được sự trợ giúp của các anh em ở trong nhóm YouTube, thì hôm nay Bùi Hồ cùng với lại anh Mến sẽ đi qua thăm lại cái người thầy năm xưa, người mà ân nhân đã cứu được cái mạng sống của anh. Thì đi hôm nay thì có nhờ bạn Phong Bụi nè, Lê Nguyễn rồi bạn Hoa Lệ Sài Gòn, ở bên đây là nhật ký của Huy. Anh ơi, thì bây giờ anh sẽ đi với lại Phong hả? Hay đây đó xa không Phong? Tầm khoảng 10 cây số ấy. Tầm khoảng 10 cây. À, trước khi qua bên kia thì cái cảm giác anh sao vậy? Hồi hộp lắm, mong gặp thầy dữ lắm. Mong gặp thầy lắm hả? À, thầy hôm trước thầy điện thoại cho em thì cũng nói là rất là mong được gặp anh. Thì hôm nay mong thầy trò gặp nhau, khi mà hàng nguyên với nhau sẽ có những cái câu chuyện vui ha. Bây giờ anh sẽ đi với Lê Nguyễn ha. Ở đây là tài xế nè cô bác Vinh chị. Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của anh Bùi Hồ Thương Yêu nha. Rồi. Cái kênh của Lê Nguyễn là chuyên gia review về bà cụ 65 và thanh niên 24. Bùi Hồ cùng với các anh em đã tìm đến nhà của thầy Tèo. Theo anh Mến chia sẻ thì là nhà thầy Tèo. Đây là ngôi nhà mà thầy tạm trú trong cái thời gian này. Trước đây thì quê hương của thầy Tèo thì ở Ba Hòn của tỉnh Kiên Giang. Sau một thời gian thì thầy lại lên đây. Thì hôm nay thì có dịp về đây để cho thầy trò cùng hội ngộ với nhau. Giữa thầy Tèo và anh Mến thì mời cô bác quý anh chị hãy nghe cái câu chuyện năm xưa về cái căn bệnh của anh Mến và cái về chữa trị của anh như thế nào nha cô bác quý anh chị. Khó khăn để tới nhà thầy tại vì khu Bình Chánh thì địa chỉ nhà nó hơi lộn xộn. Nhưng mà bất ngờ đang đi cái anh Mến anh bổ vai mình nhà thầy nè. Và không ngờ là cái nhà mà có sẹt mà lại nằm ở mặt tiền đường. À đúng rồi. Bao nhiêu lâu rồi anh chưa gặp lại thầy anh? Nằm sau năm rồi. À, anh đang khóc hả anh Mến hả? Anh có thể cho biết cái cảm xúc của anh bây giờ như thế nào? Không biết mẹ được luôn. Quá vui gặp cái thằng người đã cứu anh mấy năm trước. Hôm nay thì coi như lần thứ thứ hai anh khóc. Anh Mến nói không nên lời luôn đó thầy. Thầy cố giúp cho bệnh nhân năm 18 tuổi mà tới năm 48 tuổi thấy cái chứng bệnh gì không hình dung nổi. Bây giờ là 10 như còn 1. Ngày xưa nó vậy. Cái này của nó thần tới đây. Khi nó đã đến nhà thì ngày xưa ba nó còn sống. Bỏ ăn rồi. Ba nó nói bằng mọi giá thì cúng con cháu vô. Bây giờ đi hết tiền rồi. Thì kiểm tra mạch lạc, đồ mạch thì hết trơn. Rồi thầy mới nói với ba cháu thôi bây giờ tôi cho uống thuốc trong vòng 3 ngày. Nếu hết á, cháu hết chứ thì tôi tiếp tục điều trị. Còn trong vòng 3 ngày không hết thì tôi cũng biết sao nữa. Uống có 2 ngày à, uống
ra ông nói trời ơi cháu khỏe quá rồi, bây giờ cháu rồi ăn. Thì thời điểm đó anh mới nói là như vậy ăn cho cháu, nó ăn cháu thôi thì từ từ nó ăn cơm được. Thì đến ngày thứ ba đâu là hết nhất á, hết nhất rồi nó xẹp như luôn tới giờ, nhớ nó lắm. Thì thời gian điều trị đến như vậy là 29 ngày, rồi cấp đó dưới Lobo quận mới lên trên này thì mất liên lạc nhau luôn. Nếu mà không coi cũng không biết về cháu làm sao nữa. Cái bệnh tình này ngày xưa ông cha mình gọi đó là bị ngải tượng. Ngải tượng là cái chứng, cái triệu chứng bệnh nó ra như vậy, chứ không phải là bị bùa ngải mà khác người ta đưa vô nó. Thì chị cháu nó vừa hết, thì cũng có một em đó là gái từ Campuchia sang, nó bị cái giò nhưng không ngủ nghe gì được. Rồi điều trị nhỏ thì chỉ có một tuần thôi, rồi lên đây cũng gặp trường hợp hai người như vậy, nhưng mà họ bị giò sưng bự vậy nè. Là cả em nữa là bệnh này điều trị 4 người thành công. Vậy là cái căn bệnh ngay tượng là tự phát bệnh ở trong cơ thể, đúng, đúng. Chứ không phải là người khác đưa ngay luôn. Đúng, đúng. Nhưng mà có một cái, nếu mà cái màu nó đã sẫm sẫm đen lên như da trâu là không cứu chữa nổi. Cấp cho em là nó tái rồi, tái. Nhưng mà cái phần số chưa tới thì cứu được cũng mừng lắm. Thì ở đây thì nói thiệt với các em, anh lo cho bệnh nhân, không có đòi hỏi tiền bạc hay ngàn nào hết, ghiêng cho mến cũng vậy. Chỉ giúp bằng tấm lòng. Em nghe anh Mến chia sẻ là trước đây là thầy trị bệnh là một thầy ngũ quan, nhưng mà theo chia sẻ của thầy thì thầy là một người thầy thuốc nam. Vậy thì thầy có thể cho em biết về cái thông tin đó. Cái này không, tại vì cái triệu chứng bệnh như vậy thôi. Dạ. Chứ không bị buồn ngãi gì hết. Tại vì các em không có hiểu cái củ ngải tụng ở trên đó. Có thể mình giác một giác, người yếu giác cũng không nổi, thì ông bà mình đặt cái loại đó loại ngải tượng, chứ không phải mà bị buồn ngải. Dạ. Thưa thầy, thì cái căn bệnh của thầy sau khi mà chữa trị cho anh Mến xong thì đã bình phục coi như là được 9 phần, còn lại 1 phần. Vậy thì nếu như cái gương mặt của anh Mến bây giờ thì về thuốc của thầy có thể chữa khỏi được không, hay là có sự tham gia của y học? Theo anh thấy đó thì nhờ bên y học hiện đại mình can thiệp một phần nữa, bị cháu nó bị bệnh lâu quá, thành thử ra những cái da mặt căn cơ đồ nó bị biến đổi hết. Thì các em cũng tạo điều kiện để giúp đỡ giùm. Sáng nay thì tụi con dẫn anh Mến đến mặt vài bệnh viện để phẫu thuật, nhưng mà cái bệnh viện thì hôm nay cuối tuần, các bệnh viện thì không có đủ chuyên môn để làm. Anh khá là suy sụp, nhưng mà trên đường đi từ nhà con đi sang nhà thầy thì anh lại háo hức lắm, hồi hộp. Thì theo anh thấy đó, cái bệnh tình này bây giờ cái độc tố mình đã thải ra hết rồi, những cái tế bào này thì thấy chưa đến đổi nó bị chết đâu. Thì y học thì hiện đại thì được thì cảm ơn họ lắm. Em thấy là khả năng là về học mình về hiện đại lắm, phải như ngày xưa. Cái này có thể dư khả năng mà làm. Dạ thầy ơi, có một cái thông tin là anh Mến chia sẻ là sau khi mà trị hết bệnh xong thì thời gian sắp tới anh Mến là sẽ không lấy vợ nữa. Vậy thì cái căn bệnh của anh Mến có thể tiếp tục lấy vợ được nữa được hay không, hay là như thế nào? Không, vẫn được mà em à. Tại vì ngày xưa cháu đã hết rồi, anh cũng nói con có muốn ở với vợ con không, thì em nó nói là như vợ con có chồng khác rồi này à, chắc con không bao giờ có vợ nữa. Còn bệnh tình thì nó đã hết rồi, thì vợ con bình thường thôi chứ không có gì. Cũng như bệnh nhân hiện đại anh đã điều trị ở đây, trong này có một cô đó u não,
thì bác sĩ bấm hóa chất là nói là không có sanh nở được, nhưng mà từ từ dần dần rồi nó phát triển rồi nó có trứng rồi có con tới giờ luôn đó con. Nó không có gì, tại vì thuốc của mình ở đây không phải là thuốc đặc trị ung thư, thuốc tăng cường đề kháng để cho bệnh nhân chống chọi với bệnh tật đấy bạn. Thì anh cũng mong cho các em tạo cái khuôn mặt cho cháu lại như ngày xưa, đặng cho cháu lập gia đình, cho cháu có riêng hạnh phúc. Anh cảm ơn lắm. Anh bây giờ anh có chia sẻ gì với thầy không? Gặp lại người ân nhân cứu mạng anh. Có thể giờ anh gặp anh nói không anh rồi. Chú khóc mà khóc. Không nói được không nói. Hồi đó cái này của nó tới đây lên nè. Môi chảy xe nhìn là không hình dung nổi. Như là khuôn mặt nó cũng như là một vậy nè. Cái nón á. Ừ, như cái nón mình úp vô. Nhưng mà nó bầm tím rất là ghê luôn. 28 ngày thầy điều trị. 29 ngày. Những ngày mà gần bình phục ấy, anh lúc đó anh có nhận thức được cái gì không anh? Thấy con người nó khỏe khoắn ra, muốn ăn uống. 3 ngày hết đau hết nhức mừng lắm. Nhưng mà anh cầm ông già nó lợi thêm. Nhưng mà ông già của nó nói là ba của nó cũng dụng. Nói thầy à, hết tiền cho anh trả nhà nọ rồi. Thì dạo đó thì em biết anh ở đây làm từ thiện mà đâu có kinh phí nhiều đâu mà cho. Hiện bây giờ anh không nói dấu với mấy em đâu, anh đang thiếu nợ OCB, nó ghi anh giờ nợ đen nữa kìa. Em biết được quê hương của thầy là ở Ba Hòn của Kiên Giang. Đúng rồi. Vậy thì tại sao thầy lại lên đây? Thì có nhiều trường hợp lắm. Thì dạo đó thì anh vừa cứu cháu Mến xong thì báo Tuổi Trẻ Đời Sống. Nếu mà các em tìm ra cái báo đó là có thể nhìn khuôn mặt luôn của Mến ngày xưa được. À rồi, đó. Em có chụp hình bài báo đó. Là thầy Tèo là anh đó. Thì cái dạo đó bệnh nhân một ngày lợi là trên dưới 3.000 người. Thì chính quyền địa phương đó bắt đầu họ nó đã áp đảo anh, kêu anh phải vô xã làm nó. Thì từ đó anh mới buồn, anh mới lên đây. Anh lên đây là đúng tháng 6 này nữa là 7 năm tròn. Thì lên đây thì ở đây thì chính quyền rồi họ rất thương. Rồi ở huyện Bình Chánh họ cũng cấp giấy phép kinh doanh cho mình để tạo điều kiện cho mình để giúp đỡ cho bệnh nhân. Rồi thử ra anh mới ở tới giờ. Bật thần mình đó. Có những cái kỳ tích xảy ra mà mình hiểu không được. Như em ngày xưa ở đây anh cứu em nghĩ là đâu có được như người ta. Bây giờ thấy nó thì cũng xúc động lắm. Ai cho anh cây vàng nó mừng chứ, thấy em nó mạnh khỏe thì rất là mừng. Thì các em cũng tạo điều kiện để giúp cho cái khuôn mặt của em nó hoàn thiện như ngày xưa để em tạo lập gia đình. Anh thấy hoàn cảnh của cháu em cũng buồn, anh cũng buồn lắm. Nhưng mà lực bất đồng tâm giúp cháu nó không được. Bây giờ các em tạo điều kiện thì cảm ơn lắm. Còn chuyện có vợ có con là bình thường, không có gì. Tại thuốc của mình tăng cường đề kháng mà. Nó thành thử ra là đưa vô cơ thể mình nó loại thải những cái độc tố ra. Thì không có cái gì mà kiêng kỵ đến vợ con hết. Đừng có suy nghĩ chuyện đó. Chứ thật nói con đừng nên có vợ, con cũng như là thật có vợ luôn, con vẫn không. Nhưng mà cái khuôn mặt con nó như ngày xưa con lập gia đình đây, không có cần gì đâu con, cố gắng đi. Con cũng không biết nữa. Con chỉ là theo lời thầy nói thôi. Vậy là cái sau cái câu chuyện mà gặp được thầy thì từ nay về sau anh Mến có thể có một cái gia đình được rồi. Đúng rồi, không có gì đâu. Tại vì sợ đây nó chê cái mặt mày được
bình thường nó bỏ công việc nhỏ, nhưng mà bây giờ mình đã hoàn thiện rồi nó... Anh thì chỉ cần kéo lên thôi, kéo da lên là ổn à? Đúng, nó cắt. Bây giờ nó còn đau nhất, bây giờ nó có đau nhất gì con? Để không, con rồi con đi làm bình thường, đi xịt sâu giáp hố rồi bình thường. Đi làm xịt sâu con phải bịt miệng đồ lại. Nó không được, 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 nó không được. Thấy nói nhớ lại ba nói, ông ngày xưa ông bệnh dữ lắm, anh mới kêu là anh à, anh coi lấy thuốc uống đi để anh mất trước bến à. Ông mới trả lời với anh câu, nó thôi cho con tôi hết bệnh đi thầy, còn tôi sao cũng được. Rất là đau lòng, thấy cái mã của ông anh đau lắm. Bây giờ được một hai năm như thế là nó hết bệnh luôn, rồi ông chết luôn. Lúc trước nó rõ sự cho ông hay là ông có vấn đề gì quen đó, ông nên điều trị đi. Ông giấu không, không có nói. Ông nói từ cho được trị. Nghe ông không có đi. Bởi vì con vua muốn giấu ra, con thấy tội với con vua. Đừng buồn đó con, lo giữ gìn sức khỏe đi. Tại vì trách nhiệm cha mẹ phải lo cho con. Cái đó ai cũng vậy. Thì ổng quá kiệt sức rồi. Lúc ổng gặp anh là sức không kiệt lắm. Mấy năm qua thì anh bị mất liên lạc với thầy. Thì anh hay tin anh Bùi Hồ có thông tin của thầy. Thì lúc đó tâm trạng anh như thế nào? Vui lắm chứ. Em hỏi sao anh có được cái thông tin của thầy. Thì anh hỏi nói cũng là anh đang có hình ảnh lên đèn đẹp đó, gọi thầy hoạch được đó. Thầy tôi rạc với anh. Lúc đó anh vui lắm. Gặp được người anh nhắn cứu mình lúc xưa. Vui không có đèn đẹp luôn á. Hồi đó nó nói chuyện mình nó đâu có được mắt vậy. Nó lấy gì rồi. Nó hiếm hết trơn. Còn thở, thở lúc đó thở sao thầy? Khó thở lắm. Cái gì cũng khó khăn. Thôi đừng khóc nữa con. Thầy cho anh gặp nhau dữ quý lắm rồi. Mai môn thầy chúng đặc biệt thì giúp. Thì con có đi xung quanh nhà thầy. Thì con thấy là nhà đây nhà mình thuê. Đúng rồi vật giá trị lớn nhất của thầy con thấy là rất là nhiều bảng vàng y đức. Và những cái giấy công đức, ghi nhận công đức của các ngôi chùa. Con thấy bên này rất là nhiều giấy này. Đúng. Thì chắc có lẽ thầy cũng đang có một cuộc sống rất là khó khăn. Nhưng mà cũng đi làm từ thiện khá là nhiều. Thì anh chắc cái, anh nhờ anh Mến tiếp lời giùm em. Có mạnh thùng con ở bên nước nhà, nhưng mà tự ở bên đường đường. Xin bảo tặng thầy năm triệu. Coi như giúp bảo thầy trong lúc là không khó khăn. Không cần nhận cho giới người vui, người ta cũng vui. Mình có thầy. Cái phần tiền này của anh Mến thì nhận đâu mà. Dạ không, cái này không phải là của anh Mến. Có người anh ấy tặng cho thầy, chị ấy dạ. Tặng cho thầy. Tháo còn tặng cái đầu cổ. Mình có những nhà hảo tâm mà giúp đỡ tôi được vậy tôi cảm ơn, tôi xin nhận. Thì tôi cũng muốn nói gì hơn, thì tôi hứa với cả nhà hảo tâm tôi sẽ giúp cho bệnh nhân hết lòng, sẽ làm mọi khả năng tốt hơn nữa để cứu giúp cho được nhiều người. Vừa rồi thì thầy mới nhập một ít thuốc về với số tiền là 5 triệu đồng. Đúng rồi. Và phải không có vốn để nhập thuốc, phải vay tiền nóng và mượn thì phát sinh thêm lãi là 1 triệu nữa. Đúng rồi. Là 6 triệu. Trong vòng 1 tháng thì trả người ta 6 triệu. Thì coi như là cái đây là món quà mà tiếp sức cho thầy để thầy lo cái khoản nợ đó. Tại vì càng kéo dài nó càng để thêm.